tiết học trước chúng ta đã nói với nhau về các, các trường hợp mà đơn phương chấm dứt hợp đồng. À, tôi muốn nhắc lại để các bạn lưu ý rằng là à, một bên chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như có thỏa thuận hoặc là gì là pháp luật có quy định. Và một lưu ý nữa là à, trước khi đơn phương anh phải làm một thủ tục là gì là thông báo à, theo như quy định của pháp luật là 30 ngày. Và nếu như anh không thông báo thì hợp đồng ấy à, có sự vi phạm thì anh phải bồi thường chúng ta chuyển qua một cái trường hợp tiếp theo đó là các cái trường hợp đặc biệt về thuê nhà đúng không ạ chúng ta đi vào cái trường hợp đặc biệt thứ nhất đó là thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước như vậy ở đây cái cái đối tượng ở đây đúng không ạ cái nhà ở đây là nhà thuộc sở hữu nhà nước chứ không phải thuộc sở hữu của các hình thức khác như là sở hữu của cá nhân của tổ chức mà ở đây là gì là sở hữu nhà nước à, nhà thuộc sở hữu nhà nước theo như quy định hiện hành thì có bốn loại thứ nhất đó là nhà ở công vụ. Thế thì nhà ở công vụ là cái nhà ở mà được dành cho các cái đối tượng thực thi công vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cái nhà này được nhà nước đầu tư xây dựng hoặc là gì mua bằng vốn ngân sách nhà nước. Ví dụ như bây giờ nhà nước gì không xây được nhà công vụ công vụ để cho cán bộ công chức viên chức ở thì có thể mua một cái dự án nhà ở thương mại ở đó đúng không ạ? Và gì? Và dùng cái nhà đó để cho cán bộ công chức thuê ở công vụ trong quá trình thực thi hoặc là được gì nhà nước xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật. Chúng ta biết rằng là nhà nước xác lập quyền sở hữu đối với nhà công vụ này có thể bằng gì nhiều con đường, à, có thể là được kế thừa từ các cái nhà nước trước đó. Hoặc là gì? Hoặc là quản lý nhà vắng chủ bây giờ sử dụng vào cái hoạt động là nhà công vụ hoặc là nhà bị gì tịch thu đúng không nhỉ? Được dùng vào gì là nhà công vụ cho cá cái đối tượng là công chức viên chức thực thi công vụ. Cái loại nhà ở thứ hai đó là nhà ở tái định cư. Cái nhà ở tái định cư này thì cái đối tượng được áp dụng ở đây là những cái người bị thu hồi nhà, thu hồi đất để mà phục vụ cho các cái công trình công cộng của đất nước, đó là vì lợi ích của quốc gia, lợi ích dân tộc thì nhà nước gì thu hồi giải tỏa và trong trường hợp này để bảo đảm cái cuộc sống an sinh cho những người bị thu hồi nhà đúng không ạ? Họ có cái gì cái nơi ở tốt thì nhà nước gì là đầu tư vào cái nhà gọi là tái định cư cho cái người dân đúng không ạ? Thế thì cái nhà tái định cư này cũng thuộc cái phần vốn do ngân sách nhà nước đầu tư. À, ngoài ra thì có thể dùng các nguồn vốn từ công trái hay là trái phiếu chính phủ. Thì, thì thực ra công trái hay trái phiếu chính phủ thì nó cũng là một thôi. Bản chất công trái cũng là một dạng của trái phiếu chính phủ được gì? Được chính phủ phát hành để phục vụ cho cái lợi ích công, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái nguồn vốn cũng được huy động từ các cái hình thức khác như là vốn hỗ trợ phát triển chính thức đúng không ạ? Vốn vay ưu đãi của các cái nhà tài trợ, ví dụ như là vay vốn ODA hoặc là gì? Các cái nguồn vốn tín dụng khác thì đấy là là cái nguồn vốn do nhà nước đầu tư. Ngoài ra thì nhà nước cũng có một cái hình thức kêu gọi là hợp đồng xây dựng chuyển giao theo như khoản 3 của điều 36 luật nhà ở. ở. Nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội đó là cái loại nhà ở được dành cho các đối tượng có thu nhập thấp. Đó là những cái người không có gì, không có cái thu nhập cao, những người nghèo, những người có thu nhập trung bình, không có khả năng gì là mua được nhà ở thương mại thì trong trường hợp này thì nhà nước gì hỗ trợ là những đối tượng này được mua nhà ở xã hội các đối tượng này được rất nhiều những ưu đãi vì chúng ta biết rằng là đối với nhà ở xã hội thì nhà nước ưu đãi cho chủ đầu tư về vấn đề là gì về vấn đề là giao đất là không thu tiền sử dụng hoặc là gì hoặc là giảm thuế hoặc là miễn thuế hoặc là gì cho vay ưu đãi do đó cái nhà ở xã hội này nó thuộc cái loại nhà là có rất nhiều cái ưu đãi do giá là thấp để phục vụ cho đối tượng là có thu nhập thấp ví dụ như là cái người nghèo đúng không ạ ví dụ như là gì là công chức viên chức thế thì nhà ở xã hội này cũng được nhà nước đầu tư bằng cái nguồn vốn ngân sách à hàng năm thì nhà nước vẫn dành một cái khoản ngân sách nhất định để phục vụ cho cái việc xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng nghèo để tạo điều kiện cho những đối tượng này là gì là có khả năng tạo lập cho ở ổn định cuộc sống đúng không ạ? Ngoài ra thì nhà nước cũng có thể huy động từ các nguồn lực khác như là phát hành công trái trái phiếu chính phủ để đầu tư vào nhà xã hội, đúng không ạ? Để đảm bảo về vấn đề là an sinh. Ngoài ra thì cũng còn có một số nguồn khác như là cái vốn hỗ trợ phát triển, vốn vay ưu đãi của các cái nhà tài trợ và cũng khuyến khích gì? Các cái chủ thể tham gia vào cái hoạt động đầu tư xây dựng chuyển giao. Và cái loại nhà ở cuối cùng đó là nhà ở cũ do nhà nước xác lập đúng không ạ? bằng các cái cách thức khác nhau, trong đó có vốn của nhà nước hoặc là gì? hoặc là nhà nước xác lập quyền sở hữu theo các quy định pháp luật. À cái nhà ở này là nhà nước dễ đang cho các đối tượng thuê, đúng không ạ? Và các đối tượng này sẽ được gì? tiếp tục thuê hoặc là mua theo nghị định 61. À chúng ta chuyển qua cái ý tiếp theo đó là đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng là cái việc thuê mua nhà xã hội này có thể là thuộc sở hữu nhà nước hoặc cũng có thể là gì? Của các cái hình thức sở hữu khác. Ví dụ như là hình thức sở hữu của tư nhân do tư nhân gì? Đầu tư vào các cái dự án. Đúng không ạ? Thế thì đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đúng không ạ? Bao gồm là các cái đối tượng sau đây. Đó là cán bộ lãnh đạo của Đảng, nhà nước những đối tượng này thuộc gì thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian thực thi công vụ các cái đồng chí được điều động luân chuyển đến công tác ở các cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp thứ trưởng trở lên hoặc là tương đương như vậy chúng ta thấy rằng là cái đối tượng ở đây phải là gì là cấp thứ trưởng đúng không ạ và theo như quy định là những cái người này có cái hệ số chức vụ từ 1,3 trở lên thì được là thuê nhà đúng không ạ Đối tượng được tiếp theo đó là đối tượng được điều động luân chuyển từ trung ương xuống địa phương giữ cái chức vụ là chủ tịch ủy ban dân cấp quận, huyện hoặc là gì tương đương ví dụ như là giám đốc sở. Các đối tượng này có cái hệ số phụ cấp là từ 0.9, 0.9 đúng không ạ? Ngoài ra thì các đối tượng cũng được thuê thuê mua nhà xã hội thuộc đối tượng sỹ và nước bao gồm các cán bộ công chức được điều động luân chuyển công tác ở các cái xã vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn à, như vậy chúng ta thấy rằng ở đây là cái chính sách của nhà nước rất là tốt đối với những cái người này đúng không ạ là những cán bộ được gì luân chuyển đến cái vùng sâu vùng xa này những cái vùng mà có điều kiện kinh tế kém phát triển vậy thì chúng ta điều động những cái cán bộ đến để mà gì thực hiện công việc và để tạo điều kiện cho những cán bộ này có gì có cái điều kiện ăn ở tốt yên tâm công tác tâm yên tâm công hiến thì họ là đối tượng được gì? mua thuê mua nhà xã hội. Và ở đây chúng ta thấy rằng là các cấp xã vùng sâu vùng xa này thì đã có gì? có cái danh giới, có bản đồ địa chính, chúng ta có thể xác định được rõ ràng. À, ngoài ra đối tượng tiếp theo đó là quân nhân chuyên nghiệp được điều động luân chuyển theo yêu cầu về an ninh quốc phòng mà không bắt buộc phải ở trong các doanh trại thì cũng được quyền gì? là ưu tiên để mà mua thuê mua nhà xã hội thuộc sở hữu nước một cái quy định nữa đó là các đối tượng liên quan đến ngành giáo dục đó là giáo viên được điều động luân chuyển đến các xã vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng biên giới hải đảo. Xin, xin thưa các bạn rằng là với cái mục tiêu của đảng và nhà nước là nhằm cố gắng làm sao kéo kéo thu hẹp đến mức thấp nhất cái sự chênh lệch giữa vùng sâu vùng xa vùng khó khăn với lại đô thị thì tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đến các vùng này để mà truyền đạt kiến thức, để mà nâng cao trình độ dân trí, để mà gì phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở những vùng này. Và để tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác thì những đối tượng này cũng được gì được phép mua, thuê mua nhà thuộc sĩ nhà nước. Và ngoài ra cũng để tạo điều kiện cho người dân ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận được với các cái dịch vụ y tế tốt nhất thì các đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế cũng được gì ưu tiên mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, đúng không ạ? Nhằm làm sao để cho những người dân ở khu vực này được hưởng những cái điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, đặc biệt là vùng biên giới Hải đảo, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là vấn đề về biên giới Hải đảo là cái vấn đề hết sức nhạy cảm hiện nay. Do đó là cần phải gì tạo điều kiện thuận lợi cho những cái người đến công tác ở đây yên tâm và một trong những cái ưu đãi đó đó là họ được gì mua thuê mua nhà xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Ở trường hợp thứ tiếp theo đó là các nhà khoa học đúng không ạ? Được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ nhưng mà phải ở cấp là quốc gia đặc biệt quan trọng. Thì đối với đối tượng này là phải có gì? Phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc là giao nhiệm vụ cho cái công trình là quốc gia quan trọng này. Ngoài ra thì cũng để quan tâm đến các cái đối tượng đó là học sinh sinh viên, các cái trường cao đẳng, các cái trường dạy nghề, đúng không ạ? Học sinh dân tộc nội trú thì những đối tượng này cũng được gì? ở đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước trong cái thời gian học tập, nghiên cứu của mình. Ngoài ra thì luật cũng còn quy định tiếp theo đó là những người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật. Thế thì người có công cách mạng đó là những cái người mà đã đóng góp cho cách mạng. Ví dụ như những người nuôi dấu cán bộ trong thời kỳ kháng chiến, những cái người đã đóng góp tiền của vật chất cho cuộc kháng chiến. Thì cái này chúng ta căn cứ theo cái quy định pháp luật về người có công để mà xác định những đối tượng này. Người có thu nhập thấp. Thế thì ở đây chúng ta rằng là mỗi một cái địa phương khác nhau có cái điều kiện, có cái quy chuẩn về thu nhập thấp là khác nhau mỗi một cái địa phương với điều kiện kinh tế khác nhau là khác nhau. Các cái hộ gì? nghèo cận nghèo ở khu vực đô thị. Và chúng ta lưu ý rằng là cái hộ nghèo cận nghèo ở khu vực đô thị có cái chuẩn nghèo khác với lại khu vực nông thôn. Ngoài ra thì luật cũng quy định là những người gì? đang lao động tại các cái khu vực như là khu công nghiệp đúng không ạ? như là các cái khu chế xuất cũng được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước trong trường hợp này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái đối tượng mở ra ở đây là rất rộng, đúng không ạ? Và những người này là gì? Là người có cái thu nhập thấp. Ngoài ra thì luật cũng còn quy định một đối tượng nữa được gì? Mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đó là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, đó là công an, quân đội. Các cái đối tượng là gì? Là công chức, viên chức cũng được quyền gì? Là mua nhà thuộc sở hữu nhà nước trong trường hợp này. Các cái đối tượng đã trả lại nhà công vụ. À, ví dụ như là gì, là tôi là thuộc diện là được thuê nhà công vụ nhưng mà bây giờ gì là không thực hiện cái công vụ nữa vì lý do đấy, thì bây giờ cũng có quyền gì được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước. À, đối tượng tiếp theo đó là hộ gia đình nghèo thuộc diện bị gì thu hồi đất, đúng không ạ, bị giải tỏa, bị phá rỡ nhà ở theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các cái công trình là gì an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc, đúng không ạ, lợi ích cộng đồng về đối tượng được thuê thuê mua nhà xã hội đang sử dụng nhà cũ thì với điều kiện là cái nhà đó đúng không ạ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc là gì được nhà nước xác lập quyền sở hữu theo các quy định pháp luật ví dụ như là quản lý nhà vắng chủ trước đây hoặc là gì là tịch thu nhà của các cái đối tượng phản động đúng không ạ các cái đối tượng có nợ máu với lại gì cách mạng bị tịch thu À, từ những cái phân tích ở trên chúng ta có thể tham khảo cái tình huống sau đây. À, ngày 1 tháng 4 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X nhà ký cái hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội với anh A là công trúc của một cái cơ quan với cái thời hạn thuê nhà là 5 năm kể từ ngày hợp đồng ký. À, do cái vi phạm à, do đó là anh ta đã bị cơ quan buộc thôi việc vì vậy mà về làm ăn tư nhân để có cái vốn kinh doanh thì anh ta đã bán cái quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nói trên cho một cái tiểu thương ở sợ trong chiếu để thuận tiện trong cái việc giao dịch này thì anh ta đã ký hợp đồng ủy quyền với cái nội dung là người mua được thay quyền là giao dịch với lại cái cơ quan có thẩm quyền qua thông tin thì biết được cái sự việc này thì doanh nghiệp đã tiến hành thông báo là chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Anh Nga không đồng ý, tranh chấp xảy ra. Theo các bạn là giải quyết như thế nào? À, xin mời các bạn. À, mời em Dạ, thưa thầy là trong trường hợp này thì A không còn đủ điều kiện để được mua nhà Do đó là A đã vi phạm và cái việc mà A lập hợp đồng bán cái quyền đó cũng là đã vi phạm Công ty ít có thể có quyền chấm dứt hợp đồng và không phải trả lại 20% Và công ty ít thì không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Vâng, xin cảm ơn bạn, mời bạn ngồi xuống cái Ý kiến của bạn rất là chính xác, ở đây là bạn đã phát hiện ra là là cái anh này đã bán nhà à, không đúng đúng không ạ? Cái sự vi phạm của anh ta là gì? Thiết lập một cái giao dịch giả tạo. Từ những cái phân tích của bạn và tình huống này chúng ta có thể tham khảo cái đáp án sau đây. À, thứ nhất chúng ta thấy rằng là do vi phạm à, bị kỷ luật buộc thôi việc do đó anh A không còn thuộc cái đối tượng là gì? Là công chức không thuộc diện là được gì? Mua nhà. À, cái thứ hai nữa là anh ta cái vi phạm nghĩa vụ về việc gì? Bán nhà và ở đây đã lập một hợp đồng giả tạo là ủy quyền. Vì vậy mà cái hợp đồng giả tạo này đã vi phạm vào điều 129 của bộ luật dân sự Theo như quy định của điều 129 bộ luật dân sự thì hợp đồng giả tạo này là vô hiệu Hợp đồng bị che giấu, xin lỗi hợp đồng được che, che giấu là gì? Là vẫn có hiệu lực nếu như nó không vi phạm điều cấm Nhưng trong trường hợp này thì cái hợp đồng bị che giấu cũng là vi phạm bởi vì gì là không có quyền bán à, Vì vậy mà công ty chấm dứt hợp đồng là đúng Và sẽ gì? Không trả cái số tiền trả trước là 20%. trăm. À, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp chấm dứt này à, công ty không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bởi vì là gì? đã được hưởng cái chế tài là không trả lại gì 20%. À, thì đấy là cái nội dung cái đáp án của cái tình huống nêu trên. À, chúng ta chuyển qua cái ý tiếp theo, đó là cái điều kiện để mà gì? được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước thứ nhất là đối với nhà công vụ, Và thì những cái người mà thuê nhà công vụ này phải là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình. như vậy cái đối tượng này là gì? là anh ta chưa có nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. ví dụ như là tạo lập được, ví dụ như là gì? thông qua giao dịch hoặc là gì? hoặc là được thừa kế. cái thứ hai là những đối tượng này chưa được gì mua thuê mua nhà ở xã hội hay nói cách khác rằng là những người này chưa được hưởng một chính sách nào ưu đãi của nhà nước à, hoặc là những người này có nhà ở nhưng mà cái diện tích bình quân đầu người trong nhà đó là thấp hơn theo quy định của pháp luật mà hiện nay đó là gì quy định là 15 m ở trung ương cơ ở các địa phương lớn và 10 m ở địa phương đúng không ạ ví dụ như là nhà ông A ở địa phương có 5 người đúng không ạ mà lại ở trong một cái nhà gì là 40 m vuông như vậy là diện tích bình, bình quân đầu người là gì nhỏ hơn 10 m vuông đúng không ạ? thì trong trường hợp này cũng được gì? được là thuê mua, đúng không ạ? À, đối với nhà ở xã hội thì cái người thuê thuê mua cũng phải là người chưa có nhà ở. mục đích ở đây là tạo điều kiện thuận lợi cho những cái người này có nhà ở, đúng không ạ? ổn định cuộc sống. do đó nếu như anh có nhà ở rồi thì không dành cho anh cái quyền này, bởi vì làm sao? vì nhà ở xã hội là nhà có rất nhiều những cái ưu đãi. do đó là gì? chỉ dành cho những cái đối tượng thuộc diện gì chính sách. do đó là cái điều kiện thứ nhất là gì là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc là chưa được mua thuê mua nhà ở xã hội đúng không ạ chưa được hưởng một chính sách nào của nhà nước về vấn đề là ưu đãi hoặc là có nhà ở nhưng mà diện tích bình quân đầu người cũng thấp hơn cái tiêu chuẩn do nhà nước quy định à, ngoài ra thì luật còn quy định là gì cái người mà được mua thuê mua nhà xã hội này là phải có đăng ký thường trú hoặc là gì là tạm trú ở đó Thế thì cái việc tạm trú ở đây luật cũng quy định là gì? Phải có thời hạn là từ 1 năm trở lên, đúng không ạ? Trong trường hợp này anh phải có sự xác nhận của gì? Của chính quyền địa phương và thuộc cái diện là không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. Bởi vì mục đích là gì? Mục đích là dành cho các đối tượng có cái thu nhập thấp, những người có thu nhập trung bình, những người không có khả năng gì là tạo dựng nhà thông qua việc mua bán nhà thương mại. Do đó là đối tượng này phải là người gì? Là có cái thu nhập dưới 9 triệu bởi vì theo như quy định của luật thuế thu nhập cá nhân ấy đúng không ạ? Anh phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu như có thu nhập từ gì? 9 triệu đồng trở lên. Như vậy thì không thuộc diện là gì thu nhập trung bình nữa. À, trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải có gì? À, các cái quy định à, phù hợp với quy định của luật đúng không ạ? Tức là anh phải có sổ hộ nghèo. À, đối với đối tượng tá định cư thì, thì những người này à, phải có cái quyết định gì là thu hồi nhà đúng không ạ? Những người này phải là bị thu hồi nhà cơ, bị giải tỏa nhà thì mới thuộc cái diện là gì là mua nhà tái định cư. À, đối với đối tượng là được mua nhà cũ thì theo như quy định pháp luật những đối tượng này phải gì? phải là đang ở nhà đó, đang thuê nhà đó và có gì? có nhu cầu đúng không ạ? thuê nhà và điều kiện quan trọng nữa là cái người thuê này phải gì? hoàn thành các cái nghĩa vụ của bên thuê đúng không ạ? đối với lại gì? nhà nước thì đấy là các cái điều kiện của gì? của chủ thể được tham gia mua nhà ở xã hội hay là gì? Mua nhà cũ, đúng không ạ? Theo nghị định 61. À chúng ta đi vào cái trường hợp là thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy cái khái niệm này chúng ta thấy gì? Thấy là có cái hợp đồng nó vừa có tính chất của của mua bán, nó vừa có tính chất của gì? Là của thuê, đúng không ạ? Đấy. Thế thì chúng ta đi vào cái khái niệm hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội là cái sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó thì bên thuê mua là, là thanh toán trước một khoản tiền bằng 20% giá trị. Như vậy chúng ta lưu ý đây là gì? Là cái người thuê mua phải gì? Thanh toán trước tối thiểu là 20% giá trị của hợp đồng. Và có thể thanh toán cao hơn nhưng tối đa không quá 50% giá trị của nhà. Ví dụ bây giờ anh có tiền nhiều hơn anh cũng không được gì? Được trả cao hơn. Vì sao như vậy? Bởi vì đây là gì? Nhà ở xã hội thuộc hiện thuộc cái diện quy chế là gì? Thuê mua. Còn nếu như anh đủ tiền đúng không ạ? Thì anh sẽ gì? Sang cái quy chế là mua nhà ở thương mại hoặc là hình thức khác. Cái này là áp dụng cho người có thu nhập gì? Thấp, thu nhập trung bình. Do đó là gì? Là cái khống chế ở đây là gì? Là tối thiểu 20% và có thể cao hơn nhưng tối đa không quá là 50%. Phần còn lại thì sẽ được gì? thanh toán trả dần trong cái thời gian tối thiểu là 5 năm. Theo như luật về nhà ở năm 2005 thì quy định là 10 năm, đúng không ạ? Nhưng mà theo luật nhà ở của năm 2015 thì quy định là thời gian tối thiểu còn lại là 5 năm. mục đích ở đây là gì? Mục đích ở đây là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái chủ đầu tư làm sao? Thu hồi vốn. Chứ còn nếu như mà cái thời gian thu hồi vốn nó kéo dài quá thì lại nản lòng các cái nhà đầu tư đúng không ạ à, vì vậy mà gì thời gian quy định hiện tại là gì là 5 năm đúng không ạ à, sau khi mà thanh toán xong tiền thì về nguyên tắc là cái người này sẽ được gì cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành thì chúng ta thấy rằng là cái đối tượng này rất rộng rất nhiều đối tượng được gì hưởng chính sách về nhà ở xã hội đó là người có công với cách mạng và như tôi nói lúc nãy là gì? Những cái người mà đã gì đóng góp cho cách mạng trong các cuộc kháng chiến đúng không ạ? Trong quá trình xây dựng đất nước được gì? Được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận theo luật người có công. À, nhưng mà như tôi ví dụ là gì? Người đóng góp cho gì? Cách mạng nuôi dưỡng cán bộ chẳng hạn, đúng không ạ? Người ủng hộ vật chất cho các cuộc kháng chiến vân vân. Đúng chưa? Tiếp theo đó là là hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở khu vực nông thôn. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây là gì? Nó chia ra hai cái chuẩn. Chuẩn thứ nhất là nghèo ở nông thôn và cái chuẩn nghèo ở gì? Ở đô thị. Hai cái chuẩn này nó khác nhau. Đúng không ạ? Và theo như quy định thì cái chuẩn nghèo ở nông thôn mức nó gì? Thấp hơn so với cái chuẩn nghèo ở đô thị. Nhưng hộ gia đình ở khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu thì cũng thuộc diện là gì? Được là hưởng các chính sách về nhà ở để tạo điều kiện cho anh gì có chỗ ở ổn định. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo ở đô thị. Người lao động đang làm việc ở các cái doanh nghiệp, các cái khu công nghiệp. Tất nhiên ở đây là gì anh phải có gì? Anh phải có hợp đồng lao động, đúng không? Anh phải có sự xác nhận của gì của các cái doanh nghiệp ở khu gì công nghiệp đó. Mục đích là để tạo điều kiện cho anh gì yên tâm làm ăn, đúng không ạ? Ngoài ra thì các đối tượng như là lực lượng sĩ quan quân đội, công an cũng được hưởng gì cái chính sách về nhà ở để tạo điều kiện cho những người này gì? yên tâm phục vụ trong lực lượng vũ trang. Các cán bộ là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, theo luật về công chức, về viên chức. Đúng không? Cái này chúng ta hoàn toàn có thể gì? xác nhận được. Những đối tượng này khi mua nhà thì phải có xác nhận gì của cơ quan, xác nhận là anh là gì là công chức, là viên chức của cái cơ quan nào đấy. Đúng không à, những cái người trả lại nhà công vụ đúng không ạ? Thì cũng thuộc diện gì? Đối tượng là được tham gia vào cái trường hợp này được hưởng những chính sách về nhà ở của nhà nước đúng không? À, luật cũng quy định đó là gì? Các học sinh, sinh viên ở các cái trường đại học thì được ở nhà thuộc diện sở hữu nhà nước để tạo điều kiện cho anh gì yên tâm học tập. Hộ gia đình cá nhân thuộc diện bị thu hồi, bị giải tỏa những người này là những cái người gì đã bị thiệt thòi đúng không? Nhỉ? Họ phải hy sinh cái lợi ích riêng để phục vụ cho lợi ích gì của cộng đồng đúng không? Lợi ích của gì? của quốc gia dân tộc do đó là cần phải có chính sách là ưu đãi đối với họ à, chúng ta chuyển qua một cái điều kiện tiếp theo đúng ạ là điều kiện được hưởng chính sách về nhà xã hội à, đối với cái trường hợp là được thuê thuê mua nhà xã hội ấy, thì cũng phải chưa có nhà thuộc sở hữu của mình như vậy là mục đích ở đây là gì là để dành cho những người thực sự có nhu cầu về nhà ở có khó khăn về nhà ở đúng không ạ? Thế nếu như anh đã có nhà ở rồi mà anh lại gì hưởng chính sách này thì nó không đảm bảo cái sự công bằng xã hội. Do đó luật chỉ dành cho gì? Anh khi anh thực sự có nhu cầu, thực sự có khó khăn thì anh được hưởng những ưu đãi này. Những người này cũng gì chưa được gì mua thuê mua hoặc là chưa được hưởng bất kỳ một cái ưu đãi nào của nhà nước đối với vấn đề về nhà ở, đúng không ạ? Hoặc là gì? Hoặc là những người này tuy có nhà ở nhưng mà diện tích bình quân đầu người cũng thấp hơn gì quy định của chính phủ. À, luật cũng quy định rằng là những người này phải có hộ khẩu thường trú tại cái nơi gì mua thuê mua nhà sội này hoặc không có cái hộ khẩu thường trú thì phải có hộ khẩu tạm trú à, và thời hạn cũng là gì một năm trở lên. Để, tuy nhiên thì cái quy định này nó không áp dụng cho đối tượng là học sinh, sinh viên học tập ở các trường đại học, cao đẳng hoặc là các trường dân tộc nội trú. À, luật cũng quy định rằng là đối với các đối tượng là người có công với cách mạng các cái đối tượng là trả lại nhà công vụ thì không nhất thiết về cái tiêu chuẩn là thu nhập cá cá nhân dưới 9 triệu đúng không ạ? Trong trường hợp này thì không đặt ra. Về nguyên tắc cho thuê thuê mua nhà xã hội thì luật quy định rất là rõ, rất là cụ thể là mỗi một đối tượng chỉ được mua thuê mua một nhà xã hội. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái quy định rất chặt chẽ để tránh tình trạng gì lạm dụng chính sách này để mà gì mà mua thuê mua nhà ở xã hội và thực tế chúng ta thấy rằng là rất nhiều trường hợp đã mua thuê mua không đúng mục đích. Như vậy nó không đảm bảo sự công bằng, nó ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước là gì là dành cho những người có thu nhập thấp, những người có khó khăn. Nhưng cái quan trọng hơn là gì tạo ra một sự công bằng xã hội Đối với lại gì? Nhà ở mà như tôi nói là nhà ở xã hội là cái đối tượng được hưởng rất nhiều ưu đãi. Giá mua thuê mua của nhà ở xã hội thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, đúng không ạ? Vì vậy quy định chặt chẽ để hạn chế tình trạng gì? Lạm dụng chính sách trục lợi. À, luật quy định rằng các đối tượng học sinh, sinh viên ở các, các trường dân tộc nội trú thì không phải trả tiền dịch vụ này. À, chúng ta thấy rằng là Đảng và nhà nước có một cái chính sách rất là nhân văn. Đối với lại các cái học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa, con em các cái dân tộc ở vùng sâu vùng xa được học ở các cái trường nội trú. Mục đích là nâng cao trình độ dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho các cái khu vực ở vùng sâu vùng xa của cho con em dân tộc nội trú, đúng không ạ? Đây là một chính sách rất là lớn của Đảng và nhà nước về vấn đề này. À, chúng ta thấy rằng là so với luật à, 205 thì luật à, 215 này đã quy định cái thời hạn thanh toán tối thiểu còn lại chỉ còn 5 năm à, Mục đích là để gì? Là để khuyến khích các cái chủ đầu tư đầu tư vào dự án nhà ở xã hội Để mà gì? Để mà tạo ra nhiều cái hàng hóa là nhà ở xã hội phục vụ cho cái nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng này à, Báo cáo với các bạn rằng là thực tế hiện nay cái nhu cầu về nhà ở của người dân là rất lớn ạ? Nhưng mà phần lớn người dân chúng ta thấy rằng là có thu nhập thấp, khó có điều kiện gì có cái nhà ở mà thông qua hình thức nhà ở thương mại. Thế thì để mà tạo ra nhiều cái hàng hóa là nhà ở xã hội này thì khuyến khích cái các cái chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào gì nhà ở xã hội. Ngoài những cái ưu đãi về chính sách ra như chúng ta nói với nhau là chính sách về thuế, về tiền sử dụng đất, đúng không ạ? Về cho vay vốn ưu đãi đúng ạ thì cũng cần có quy định về gì? về cái thời hạn nó kéo ngắn xuống để mà cho chủ đầu tư nhanh chóng thu hồi thu hồi cái vốn đầu tư và thực trạng trong thời gian qua cái chính sách của đảng và nhà nước về vấn đề này là rất lớn rất tốt có rất nhiều chính sách hỗ trợ nhưng một thực tế chúng ta thấy rằng là các dự án về nhà ở xã hội là không nhiều hay nói khác rằng là các các chủ đầu tư là gì không mặn mà đầu tư vào dự án nhà ở xã hội bởi vì thu hồi vốn là gì là chậm lợi nhuận là không cao bởi vì chúng ta biết rằng là khi bán và cho thuê nhà ở xã hội thì cái chủ đầu tư không có quyền quyết định về giá mà cái giá bán giá thuê mua này phải được gì quy định của ủy ban dân cấp tỉnh do đó là chúng ta thấy rằng là cái quy định này để nhằm khuyến khích các cái chủ thể gì là đầu tư vào nhà ở xã hội. Một cái quy định nữa là cái bên thuê thuê mua nhà ở xã hội không được bán cho thuê lại cho mượn nhà ở xã hội. Mục đích là gì? Mục đích là để tạo điều kiện cho anh gì? Có nhà ở ổn định cuộc sống. Và vì vậy nếu như anh không có nhu cầu thì anh phải gì? Anh phải trả lại nhà ở đó cho chủ đầu tư để chủ đầu tư bán hoặc là gì? Cho thuê mua nhà ở xã hội cho đúng đối tượng. Chứ còn nếu như mà gì? Bây giờ anh lại gì? Bán như vậy là gì? Anh trục lợi Đúng chưa? Anh thu lợi như vậy là không công bằng. Vì vậy luật quy định rất rõ ràng là trong cái thời gian mà thuê mua nhà xã hội này nếu như chủ thể không có nhu cầu thì có quyền chấm dứt đồng và gì? và trả lại nhà cho gì? cho chủ đầu tư, đúng không ạ? Luật cũng quy định hết sức là rõ ràng, hết sức là cụ thể. Đó là trong thời hạn 5 năm sau khi anh trả hết tiền rồi thì anh cũng không có quyền bán nhà ở xã hội đấy cho các đối tượng khác ví dụ như là tôi là mua nhà xã hội đúng không ạ tôi đã trả tiền đủ rồi bây giờ tôi muốn bán thì phải gì bán lại cho chính chủ đầu tư và nếu như chủ đầu tư mà không mua đúng không ạ thì anh mới có quyền gì bán cho các đối tượng khác nhưng đối tượng khác ở đây phải là đối tượng thuộc diện gì được thuê mua nhà xã hội chứ không phải bán cho các đối tượng khác mà cái đối tượng được thuê mua nhà xã hội thì chúng ta vừa mới nói với nhau đấy đúng nhỉ đó là công chức là viên chức đúng không ạ là giáo viên được điều động đến vùng sâu vùng xa đúng nhỉ hoặc là gì những người làm việc ở trong các cái khu công nghiệp khu chế xuất tất nhiên là những người này phải có gì có các căn cứ để chứng minh mình là gì mình thuộc diện được thuê mua nhà xã hội và trong trường hợp mà khi anh bán lại cho các đối tượng này thì chúng ta thấy rằng là anh phải bán theo cái giá nhà ở xã hội tương ứng đã được Ủy ban dân cấp tỉnh quy định. Và trong trường hợp này thì người bán không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. À, như hôm trước chúng ta đã nghiên cứu trong cái hợp đồng mua bán nhà ở thì theo như quy định của luật thuế hiện hành đối với trường hợp chuyển nhượng gì bất động sản thì cái người bán phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng gì 2% giá hợp đồng. Thì trong trường hợp này cái bên gì bán không phải nộp thuế thu nhập cá nhân bởi vì anh ta bán theo cái giá gì do khung giá ủy ban tỉnh quy định đối với lại nhà ở xã hội tương ứng. Anh ta không có thu nhập do đó là không để phải nộp thuế, đúng không ạ? À, luật quy định rằng là sau 5 năm đúng không kể từ khi gì trả đủ tiền thì lúc này có quyền tự do bán người khác. Như vậy là trong khoảng thời gian 5 năm sau khi trả đủ tiền thì phải bán cho đối tượng thuộc gì? Thuộc đối tượng là thuê mua nhà xã hội, mục đích để bảo đảm cho anh là người có nhu cầu thực sự. Còn sau 5 năm rồi thì anh có quyền gì? Bán cho các chủ thể khác và trong trường hợp này thì anh có quyền tự do thỏa thuận thương lượng về về giá cả. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì anh ta phải gì? Phải là nộp thuế thu nhập cá nhân. Đấy, trường hợp trước thì không phải nộp thuế nhưng mà sau 5 năm anh bán cho các đối tượng khác, anh phải nộp thuế thu nhập cá nhân là gì? Là 2% trên giá hợp đồng. Về cái đối tượng à, à, tái định cư thì theo như quy định pháp luật đối với cái chủ thể được tái định cư thì anh ta có quyền bán nhà tái định cư đó với điều kiện là gì là anh ta đã trả đủ tiền đúng không ạ và đã được cấp giấy chứng nhận gì quyền sử dụng đất và phải gì nộp thuế theo quy định pháp luật đó là hai phần trăm tuy nhiên thưa với các bạn rằng là hiện nay cái chính sách về nhà tái định cư của chúng ta là rất tốt tức là tạo điều kiện cho cái người bị giải tỏa có cái nơi ăn trốn ở ổn định tuy nhiên thì một thực tế là những cái người nhận nhà tái định cư xong lại không ở đấy, lại bán nhà tái định cư đi chỗ chỗ khác để mà gì? sinh sống. Bởi thực tế là ở nhà tái định cư rất là tốt nhưng mà người ta không có cơ hội để gì? làm việc kiếm cái tiền sinh hoạt hàng ngày do đó là khi chúng ta có chính sách tái định cư không có nghĩa là chúng ta chỉ để tạo điều kiện cho họ có nhà ở mà chúng ta còn phải tạo cho họ có công ăn việc làm để bảo đảm an sinh xã hội đúng không ạ đấy, thì đấy là một cái vấn đề hết sức là nhức nhối hiện nay à, như vậy là chúng tôi đã trình bày xong với các bạn về các cái trường hợp là thuê thuê mua nhà xã hội à, mời các bạn chúng ta nghỉ à, chúng ta sẽ nghiên cứu ở cái tiết sau xin cảm ơn các bạn.